Việc giả vờ đổi ngoại tệ để đánh tráo các cọc tiền bên trong nhét giấy lộn hoặc các tờ giấy bạc trị giá nhỏ hơn lại diễn ra ở một tiệm vàng ở thành phố Phan Thiết, khiến chủ tiệm bị mất 70.000 đô la. Cảnh báo của Công an tỉnh Bình Thuận vừa phát đi cho biết là sự việc xảy ra vào ngày 21 tây tháng 2 tại tiệm vàng ở đường Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết. Buổi chiều cùng ngày xảy ra sự việc thì có hai người đàn ông nước ngoài đã bước vào tiệm vàng nói trên, đề nghị đưa tiền Việt để đổi lấy 70.000 đô la tiền Mỹ. Một trong hai người này đề nghị chủ tiệm lấy 70.000 đô la ra trước để kiểm tra. Số tiền này được chia làm 3 cọc, mỗi cọc được đặt trong một cái túi ni lông trong suốt. Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, thì tên thứ hai đã nhanh chóng đánh tráo 3 cọc tiền đô của tiệm với 3 cọc tiền mà chúng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng những cọc tiền của chúng chỉ có những tờ bên ngoài có mệnh giá 100 đô la, còn những tờ bên trong thì là 1 đô la, 2 đô la hay là 5 đô la. Sau đó lấy cớ là phải đến ngân hàng rút thêm tiền đồng Việt Nam, bọn chúng đưa lại 3 cọc tiền đô cho chủ tiệm, hẹn sẽ trở lại nhanh. Tuy nhiên, khi chờ mãi không thấy thì chủ tiệm vàng sinh nghi, kiểm tra túi mới phát hiện ra là 3 cọc tiền trên đã bị đánh tráo. Cảnh sát đã xác định được hai người đàn ông thực hiện hành vi trên là người quốc tịch Georgia. Đây là một quốc gia xuyên lục địa nằm ở giao lộ của Đông Âu và Tây Á, giáp ranh với các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia. Sau khi tráo tiền thì cả hai đã rời Phan Thiết và xuất cảnh qua phi trường Tân Sơn Nhất. Chủ tiệm vàng cho biết là hai người đàn ông này trước đó cũng đã từng vài lần đến tiệm để đổi ngoại tệ nhằm tạo sự quen biết. Sau đó thì họ mới đặt một cái lịch hẹn để đổi số tiền lớn hơn là 70.000 đô la để thực hiện việc lừa đảo. Trước đó chúng tôi cũng đã đưa tin là một tiệm vàng ở đường chợ hàng Hải Phòng cũng bị gạt mất 30.000 đô la, cũng bằng chiêu lừa đổi tiền đánh tráo bằng 3 phong bì chứa giấy. Ông này cũng là dân quốc tịch Georgia sang Việt Nam nhiều năm theo con đường du lịch. Trước khi thực hiện việc lừa đảo, ông ta cũng lui tới tiệm vàng ở chợ hàng để đổi tiền Việt sang tiền đô để nhằm tạo sự quen biết với chủ tiệm. Đến chiều ngày 27 tháng 2 thì ông ta cũng đến để đổi lấy 30.000 đô la, cầm theo 3 phong bì, có một phần trong suốt để nhìn thấy tiền bên trong. Khi được chủ cửa hàng đưa 30.000 đô la, ông ta chia đều vào các phong bì rồi tự dán kính. Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng thì ông này đã bỏ 3 phong bì chứa 30.000 đô la vào trong ba lô của mình và tráo ra là 3 phong bì giống hệt nhưng chỉ có tờ 100 đô la trong mỗi chiếc. Ông ta đặt một số tiền lớn Việt Nam lên bàn nhằm gây sự chú ý cho chủ cửa hàng, rồi cất 3 phong bì chứa chỉ có 300 đô la vào một chiếc túi màu vàng rồi kẹp ở nách. Sau đó thì ông khách nói rằng là không mang đủ tiền Việt, cho nên ông để lại cái túi màu vàng chứa các phong bì đô la để về nhà lấy cho đủ tiền. Khi mà vị khách đi rồi thì chủ cửa hàng kiểm tra các phong bì mới phát hiện ra rằng trong đó chỉ có 300 đô la chứ không phải là 30.000 đô la.